phải tập trung giải quyết được những vấn đề phát triển của quốc gia từ những vấn đề nhỏ đến vấn đề lớn, mà cứ toàn bộ máy từ nhà ông lãnh đạo luôn luôn nghĩ đến chuyện cái gì mà ách tắc cho phát triển quốc gia thì tháo bỏ, cái gì mà ách tắc cho doanh nghiệp thì phải gỡ, cái gì mà ách tắc không thuận lợi cho người dân thì phải thay đổi, để tạo ra một không khí luôn luôn là mọi người cảm nhận rằng là nó phải một xã hội rất là năng động, một xã hội luôn luôn vì sự